Đi ngược chiều bị bắt, bà cô sướng tới túm áo cảnh sát giao thông đòi trả bằng lái khiến người đi đường lắc đầu ngao ngán. Một đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nhận về nhiều ý kiến bức xúc trên các diễn đàn. Theo đó, một người phụ nữ trung tuổi đang tranh cãi qua lại với hai chiến sĩ cảnh sát giao thông trên khu vực đường Nhà Hát Lớn, thành phố Hải Phòng. Khi bị bắt lỗi đi ngược chiều, người phụ nữ đã tỏ thái độ hung hăng, đòi bằng được cảnh sát giao thông phải trả lại bằng lái xe. Tôi bảo anh đưa bằng lái xe đây, tôi không ăn cắp ăn trộm. Người phụ nữ vừa túm cổ áo chiến sĩ cảnh sát, vừa lặp lại liên tục câu nói. Cả hai chiến sĩ cảnh sát giao thông có mặt ở đó vẫn bình tĩnh khuyên nhủ. Tôi cảnh báo chị bỏ tay ra, tôi đang mặc sắc phục nhà nước. Chị đang vi phạm giao thông, chúng tôi được tạm giữ bằng lái xe. Người phụ nữ thừa nhận lỗi sai xong vẫn một mực đòi lấy lại bằng lái xe. Không tạm giữ gì cả, tôi bảo tôi sẽ đi theo anh, nhưng các anh không được giữ bằng lái xe của tôi. Một vài người dân đứng ven đường chứng kiến câu chuyện cũng nhắc nhở người phụ nữ đã sai hoàn toàn và nên giữ thái độ bình tĩnh. Sau gần 5 phút giằng co, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế, đưa người phụ nữ về trụ sở làm việc. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận về nhiều bình luận xôn xao trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.